một ngày dạy học lập trình tại Úc. Mình cực kỳ vui khi mà sau 2 năm dạy học online thì hôm nay mình mới có dịp quay lại trường Đại học Swinburne ở bên Úc để gặp mặt trực tiếp những học sinh trong lớp mình. Hôm nay là ngày học đầu tiên của tất cả những bạn mới nhập học tại Swinburne, thì hôm nay mình dạy môn lập trình cơ bản. Mình đến hơi sớm, thế nên là vẫn còn một số bạn sinh viên đang đợi. Khoảng 10 phút nữa tất cả những học sinh trong phòng học này đi ra thì bọn mình sẽ vào trong. Một lớp như này sẽ khoảng tầm 30 đến 40 người. Chỗ này mình đang kêu gọi mọi người kết bạn với nhau để có thể có nhiều người để trao đổi về bài tập. Make friends, talk to the person next to you. Hey, what's your name? Chỗ này là vào nội dung chính của buổi học. Tại vì là buổi học đầu tiên của môn học, thế nên là rất là nhẹ nhàng. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách tạo một chương trình đầu tiên. Ngôn ngữ mình sử dụng trong cái môn này là ngôn ngữ Ruby. Và hôm nay mình tạo một chương trình nhỏ dùng để tính toán và nhập dữ liệu từ bàn phím. Kết thúc buổi học mình thấy ai cũng phấn khởi. Tại vì đây là lần đầu tiên họ chạy được một cái chương trình do chính họ làm nên ở trên máy tính. Hóa ra nó cũng không khó lắm.